Trước thì không để quý anh chị em chờ lâu. Và đây là một phân khúc khác của dòng cây sim rừng. Dòng cây này thì đa phần các anh em sẽ lựa chọn dùng để trồng với một số lượng lớn. Nó sẽ tiết kiệm cái khâu vận chuyển cũng như tiết kiệm được cái giá thành của chúng ta. Đấy. Và như chúng ta biết thì cây sim rừng nó có rất nhiều công dụng. Và đặc biệt tại thời điểm này thì có rất nhiều mô hình phát triển từ cây sim rừng để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Và những khu đồi trọc, những cánh đồng và thậm chí ngay trong những mảnh vườn của chúng ta, rất nhiều hộ gia đình đang phát triển mô hình cây sim rừng. Bởi vì cây sim rừng có rất nhiều giá trị, ví dụ như cho ngắm hoa, cho hái trái. Và trái đó thì chúng ta có thể ngâm rượu hay là phơi khô để bán, là một dược liệu quý. Và tại thời điểm này được rất nhiều bà con trên mọi vùng biên của Tổ quốc đang phát triển. Và nhà vườn của chúng tôi cũng đã cung cấp phân phối, xỉ, nẻ cây sim rừng từ cây to cho tới cây nhỏ. Và như trong video này thì anh chị em của chúng ta cảm nhận rằng cây nó to hơn cái video trước. Đây một video cây này nó sẽ cao cỡ 30 đến 35 cm. Đấy. Cây này nó cao từ 30 đến 35 cm quý anh chị em nhé. Nhưng nó cũng chỉ là cây giống. Đấy. Và cây này thì cực kỳ là tuyệt vời và lựa chọn để chúng ta vận chuyển cũng như để trồng cực kỳ là đảm bảo đó. Và chỉ cần chờ quý anh chị em của chúng ta nhấc máy lên và gọi điện ngay vào số điện thoại trong video này để nhà vườn của chúng tôi sẽ gửi tới tận nơi cho quý anh chị em. Còn về giá thành thì anh chị em cứ yên tâm đi, khi vào đến nơi anh chị em của chúng ta mới cần phải thanh toán, cho nên cái việc là vận chuyển hay thanh toán đó là việc của nhà vườn sẽ có trách nhiệm để ship cây tới tận nơi cho quý anh chị em. Và độ rễ của cây này thì cực kỳ là đảm bảo quý anh chị em nhé. Mình sẽ nhấc một cây lên để cho anh chị em của chúng ta cảm nhận rằng là cái độ rễ của cái cây nó chất lượng như thế nào. Đây, cây rất là cao đúng không quý anh chị em? Đấy, một cây bất kỳ nhá. Đấy, rễ rất là dài như thế này, cho nên không có một lý do gì mà cây này khi chúng ta mang về trồng mà nó lại không đạt được những cái kỳ vọng của quý anh chị em. Và chính trong những video này mình chia sẻ rất là chân thành, cũng như anh chị em đã xem rất là nhiệt tình. Do đó mà quý anh chị em hãy ủng hộ nhà vườn bằng cách là gọi điện vào số điện thoại để đặt hàng, cũng như là đăng ký để ủng hộ nhà vườn. Xin chân thành cảm ơn.